Thưa quý vị và các bạn, hiện nay nồi cơm tách đường, sản phẩm được quảng cáo là giải pháp vàng, là giải pháp tối ưu cho những bệnh nhân tiểu đường. Nên ngay từ khi xuất hiện, nó đã trở thành chủ đề bàn tán và nhận được sự quan tâm của rất nhiều người. Nếu phải bỏ ra từ 3 đến 5 triệu đồng để có được loại sản phẩm mà theo doanh nghiệp quảng cáo là rất tốt cho người thừa cân, béo phì, tiểu đường thì xem ra cũng đáng để thử. Nhưng có một vấn đề còn quan trọng hơn cả giá bán là liệu chiếc nồi cơm tách đường này có công dụng thực sự như những lời quảng cáo hay không? Xin mời quý vị hãy cùng theo dõi phóng sự sau đây. Nồi cơm điện tách đường, một sản phẩm tối ưu cho người tiểu đường và ăn kiêng. Cái này người tiểu đường mua nhiều lắm, mua nhiều lắm, ở đây mua một tháng nó nguyên cái tiền thuốc cũng mấy triệu rồi. Tùy từng loại nhạc thôi nhé. Nếu như ở cơm gạo trắng bình thường có thể tách được từ 30 đến 40%. Cái nồi cơm điện ấy thì nó chả khác với cái nồi cơm bình thường cả. Chỉ có một điều tức là một bên thì tách nước cơm bằng tự động, còn một bên thì tách nước cơm bằng con đường chúng ta thủ công, chúng ta lấy cái môi hoặc là một cái dụng cụ đó chúng ta múc nước cơm ra, chúng ta đổ ra bát. Nó chả khác với nhau cả. Cái nồi tách đường ấy nó có tác dụng gì? Nếu đun được cái bếp này mà nó nổi cái nước lên, hớt bớt nước lên đi thì đúng là anh tách được đường rồi. Chứ còn nếu mà cơm bình thường thì cũng chả cần cái nồi. Tế gạo thì tùy theo từng loại gạo một mà hàm lượng đường của nó có khoảng độ 0,3 cho đến 0,8% thôi. Tách đường ra khỏi gạo là một điều không cần thiết. Giá của nồi cơm điện tách đường thường cao hơn từ 3 đến 4 lần. Có sản phẩm còn cao gấp 20 lần nồi cơm điện thông thường, nhưng hiện rất được ưu chuộng. Để tìm hiểu cụ thể hơn về các sản phẩm, phóng viên đã tìm đến các nơi bán loại nồi cơm này. Tại nơi này, giá bán được nhân viên giới thiệu trung bình từ 1 triệu 8 đến 3 triệu rưỡi. Theo quảng cáo, có khả năng tách được lượng đường tương đối có trong tinh bột. Vì vậy, phù hợp với những đối tượng cần hạn chế đường có trong khẩu phần ăn. Nồi cơm này có hai loại, chị có cơm tách đường thì nếu còn hai loại này nhé. À, nồi cơm tách ra thì bây giờ chị nếu mà muốn tùy từng loại nhạc thôi chị nhé. Nếu như ở cơm gạo trắng bình thường có thể tách được từ 30 đến 40%. Nếu tách đường thì cho cái lõi này vào để tách đường. Vâng. Còn cái này là? Đấy. Cũng bảo hành hướng dẫn sử dụng. Vâng. Cái nồi này là bao nhiêu ạ chị anh? Cái này đang còn 2 triệu rưỡi. Thế có giảm không ạ? Giảm rồi đấy ạ. Thế bình thường là giá nó là bao nhiêu? 9,90. Cái nguyên lý hoạt động của nó là như nào anh? Nó sẽ ra nhiệt lập trình tự động để hút cái đường lên trên này, cái nhiệt độ nó tách ra. Vâng. Còn cái này là lõi được. Lõi để tách đường. Nếu mà nó tách đường cho lõi này vào. Vâng. Chế độ chính là tách đường thì nó in màu vàng cho mình rồi. Vâng. Mình cũng có thể nấu các chế độ bình thường này, nấu cơm bình thường thì bỏ ra. Vâng. Đây cơm gạo nước thì cũng cho vào đây, tất cả đều lập trình tự động hết. À, cắm điện và bấm thôi. Vâng. Cái này chắc là kiểu nó tốt cho người béo phì nhỉ? Thứ nhất là béo phì, thứ hai là tiểu đường. Vâng. Nó giảm cái lượng tinh bột sớm nó hấp thụ vào người đi. Vâng. Tách được hơn 40% lượng đường trong gạo đi. Tác dụng của nồi cơm này gồm hai lớp, lớp trên để giữ cơm, lớp dưới dùng để chắt nước sôi. Nói một cách đơn giản, cơ chế hoạt động của nó cũng giống như nồi cơm thông thường, nhưng thêm một động tác là phải tự chắt bớt nước khi gạo sôi. Để thuyết phục khách hàng về công dụng của sản phẩm, doanh nghiệp còn tung ra loạt bằng chứng, từ tiếng nước ngoài đến tiếng Việt, từ nghiên cứu này đến kiểm nghiệm nọ. Nhà mình có các bạn nữ tử là ai đang có dấu hiệu thì dùng cái này rất là tốt. Có điều ăn cơm nó sẽ không ngon như cơm mình đâu chị. Thế à? Vâng. Bởi vì là mất đường rồi mà. Ăn cơm nó sẽ nhạt. Nó không có vị ngọt, nó nhạt. Nó mất hết đường rồi, nó nhạt. Cái này thì mọi người có hay mua nhiều không? Trước có bác lên lấy 4 cái để cho phân phát. Bác lớn tuổi thì bác phân phát. Thế à? Cũng nhiều người dùng nhưng mà hầu như là các bác lớn tuổi. Nguyên tắc gạo nó được tạo từ carbon, tạo từ hydro và tạo từ oxy. Tùy theo cái lượng oxy còn trong đó, tùy theo lượng hydro còn trong đó mà cơm của chúng ta có vị khác nhau. Thế thì bây giờ cái nồi tách đường ấy nó có tác dụng gì? Nếu đun được cái bếp này mà nó nổi cái nước lên, hớt bớt nước lên đi thì đúng là anh tách được đường rồi.
Nếu anh đổ cái nứa này mà dưới có cháy đen, tôi lại bỏ cháy đi. Tôi loại bỏ cháy đen, tôi loại bỏ cháy vàng, tôi loại đường. Thế còn nếu mà cơm bình thường thì cũng chả cần cái nồi của ông. Sau khi rất nhiều các loại nồi cơm điện tách đường được quảng cáo, thì Viện Hóa học các hợp chất thiên nhiên cũng đã từng có đề tài nghiên cứu về chất lượng cơm nấu từ nồi cơm điện tách đường. Tuy nhiên, sau một thời gian ngắn công bố kết quả nghiên cứu đối với một loại nồi cơm này, với kết luận, việc nghiên cứu đã cho thấy lượng đường đã giảm từ 41,2 xuống còn 29,7%, thì chính các nhà khoa học từng xuất hiện trong clip quảng cáo đã phủ nhận nghiên cứu cùng đánh giá về công dụng cho loại sản phẩm nồi cơm điện tách đường này. Số liệu cho thấy là lượng đường đã giảm từ 41,2 xuống còn 29,7. Đấy, đã giảm. Còn tách hay không thì cái đấy thì chúng tôi không đánh giá, mà chúng tôi chỉ dựa vào số liệu như vậy thôi. Mặc dù đã phủ nhận về việc nghiên cứu, nhưng hiện clip quảng bá về sản phẩm vẫn đang xuất hiện trên các phương tiện truyền thông Internet, khiến cho rất nhiều người mắc bệnh tiểu đường và người tiêu dùng hiểu lầm là có thể ăn cơm tùy thích. Giảm được hàm lượng đường trong gạo, do đó giảm được nguy cơ mắc các bệnh tiểu đường. Rất là tốt, giữ nguyên được các giá trị dinh dưỡng cơ bản. Cụ thể là trong quá trình nấu thì hàm lượng đường so với nấu ở nồi bình thường giảm đi từ 20 đến 30%. Tuy nhiên, nhiều chuyên gia về dinh dưỡng lại cho rằng nguyên lý hoạt động tách đường mà những loại nồi này áp dụng không thực sự đem lại nhiều công dụng như kỳ vọng. Khi mà việc tách nước khỏi cơm như vậy, đồng nghĩa với việc vô số chất dinh dưỡng cũng theo đó mà bị loại bỏ ra ngoài. Chúng ta hình dung là cái nồi cơm mà tách đường của hiện nay thì ta làm cách như sau. Tức là chúng ta nấu bằng nồi cơm bình thường, bằng xoong, bằng nồi thì người ta cho nhiều nước vào, xong người ta mới múc nước nó ra. Có một lượng đường nhất định ở trong cái nước cơm ấy nó tách ra. Thế bây giờ thì cái nồi cơm điện của các nhà sản xuất thì cái nguyên lý đó nó hoàn toàn giống như nồi cơm bình thường. Chỉ có cách thứ ba có thể làm mất đường đi. Là cách lấy nước ra, như là lấy nước cơm cho trẻ con ăn rồi. Thì tất cả bổ béo nó ra đấy hết. Thế thì khi anh làm lõi hai lõi, xong rồi rút nước ra, thì có hai câu chuyện xảy ra. Một câu chuyện thứ nhất, phải để lại một ít nước để cho cơm chín. Và thứ hai, khi anh rút nước ra thì nó sẽ mất hết các chất dưỡng. Tức là anh muốn glucid đi, anh muốn đường đi, thì ví dụ protein trong đó nó cũng đi, lipid có trong gạo cũng đi, các vitamin và khoáng chất cũng đi. Như vậy, nấu cơm bằng nồi cơm điện tách đường có thể đã làm giảm mất đi lượng dinh dưỡng đáng kể trong cơm. Như vậy, về lâu dài, đây không phải là giải pháp tốt cho sức khỏe như nhiều quảng cáo về sản phẩm này công bố. Qua những lời giải thích trên của các chuyên gia, chúng tôi cũng mong người tiêu dùng nên tỉnh táo trước những lời quảng cáo về công dụng của nồi cơm điện tách đường, vì nó chưa đủ cơ sở khoa học, chưa được kiểm chứng có hiệu quả tích cực đối với người mắc bệnh tiểu đường, người bị bệnh béo phì hay không. Hiện đã có nghiên cứu về nồi cơm điện tách đường, nhưng thực tế mới chỉ dừng lại ở mức độ đánh giá, so sánh hai loại cơm nấu bằng nồi tách đường so với nồi thường, chỉ có ý nghĩa về mặt thống kê, chứ chưa hề có nghiên cứu kết luận rõ ràng về ăn loại cơm được nấu bằng loại nồi này với khả năng đã tách đường. Vì nếu muốn đánh giá về tiểu đường, phải đánh giá cả chỉ số đường huyết. Viện Công nghệ Sinh học và Công nghệ Thực phẩm Đại học Bách khoa Hà Nội đã thực hiện một đề tài đánh giá tính năng sản phẩm của một loại nồi cơm tách đường bán trên thị trường. Trong đó, nhóm nghiên cứu tập trung phân tích và đánh giá các chỉ tiêu dinh dưỡng và cơ lý của cơm nấu bằng nồi cơm điện tách đường. Kết quả cho thấy, nồi cơm tách đường có làm giảm lượng đường tổng 8,4% ở gạo trắng, 20% ở gạo lứt, đường tan 25,8% và 31,2% tương ứng với mẫu gạo trắng và gạo lứt. Tuy nhiên, nghiên cứu cho thấy lượng đường trong cơm vốn dĩ thấp. Cơm là loại thực phẩm chứa rất ít đường đơn, glucose, fructose, chủ yếu là tinh bột, trên 80% chất khô là tinh bột. Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Duy Thịnh cũng nhấn mạnh, người dân không nên tin vào quảng cáo không có cơ sở khoa học. Người mắc bệnh tiểu đường cần tuân theo các phác đồ điều trị của bác sĩ chuyên khoa, có chế độ dinh dưỡng phù hợp theo hướng dẫn của bác sĩ. Hàm lượng đường ở trong gạo thì rất thấp. Nó không phải là một cái đối tượng mà chứa hàm lượng đường cao mà cái người tiểu đường phải kiêng. Tế gạo thì tùy theo từng loại gạo một
mà hàm lượng đường của nó có khoảng độ 0,3 cho đến 0,8% thôi. Như vậy là đường không phải, gạo không phải là một cái đối tượng mà cung cấp đường cho người dân, cho cái người ăn nói chung. Vì vậy cho nên là cái việc mà tách đường ra khỏi gạo là một điều không cần thiết. Còn quyết định cuối cùng, tin hay không tin là phụ thuộc vào người tiêu dùng. Chỉ ít, trong vô vàn những lời quảng cáo chưa khách quan, phóng viên vẫn có thể tìm thấy một điều đúng đắn nhất mà doanh nghiệp tự nói ra. Trên thị trường hiện nay, có rất nhiều nồi cơm tách đường được bày bán. Nhưng bạn hãy là người dùng thông thái để không bị dối lừa. Tôi tuyên truyền một cách có lý mà thành phi lý. Có lý tức là tôi tách được đường thì người ta có lý. Nhưng phi lý cho là lượng đường không đáng bao nhiêu cả. Tôi để tốn tiền, tốn thời gian và cuối cùng cái nước cơm nó để giá trị dinh dưỡng để vẫn đi. Tức là lãng phí rất lớn về giá trị dinh dưỡng. Thì rõ ràng là cái có lý nó cực kỳ nhỏ. Nhưng cái phi lý thì cực kỳ lớn. Thế thì xem rằng là có nên hay không? Có nên bỏ ra một khoản tiền để mà mua những cái phi lý hay không? Xin được nhắc lại lời của chuyên gia là việc tác dụng của nồi cơm điện tách đường được xem là giải pháp vàng cho người mắc bệnh tiểu đường là chưa đủ cơ sở khoa học, chưa được kiểm chứng. Nếu người tiêu dùng cứ tin vào lời quảng cáo, thổi phồng tác dụng của loại nồi cơm điện này, điều đó có thể gây ảnh hưởng tiêu cực đến sức khỏe của người bệnh, của chính bản thân người tin dùng. Với người bị bệnh tiểu đường thì một phác đồ điều trị tuân theo các bác sĩ chuyên khoa sẽ là lựa chọn thích hợp nhất để nâng cao sức khỏe. Còn với những người tiêu dùng, việc lựa chọn sản phẩm nồi cơm có tính năng tách đường trong gạo thì cần cân nhắc kỹ, cắt giảm đúng loại đường không có lợi cho cơ thể là đường tự do, có mặt nhiều trong kẹo, bánh, nước ngọt, đồng thời duy trì chế độ ăn uống cân bằng, phát huy nguồn dinh dưỡng từ thực phẩm để bảo vệ sức khỏe.